Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh. Reaction đấy các bạn ơi. Ok, thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video reaction mới cho anh em xem rồi đây. Thì như các bạn cũng biết á, thì ngày hôm qua ở trên kênh Hero Team bọn mình vừa mới có đăng một cái... Người ta gọi là gì nhỉ? Trailer, đúng rồi, một cái trailer về một cái bộ phim. Thì cái bộ phim này nó có tên là Game Thủ Học Đường mọi người ạ. Đấy, Game Thủ Học Đường. Thì đây là một cái bộ phim đầu tay của Hero Team bọn mình. Thật ra từ trước giờ là Hero Team bọn mình cũng đã đi đóng rất là nhiều phim rồi, nhưng mà đây là cái phim đầu tiên mà có 8 người cùng xuất hiện. 8 người gọi là chính, là diễn viên chính trong phim mọi người ạ. Bình thường là chỉ có Simmy là diễn viên chính nè, hoặc là anh Dịch là diễn viên chính nè. Nhưng mà cái phim này á là 8 người của Hero Team ai cũng đều là diễn viên chính hết nha các bạn nha. Đấy, thì nói chung á, tóm tắt lại, gọn lại, thì đây là một cái bộ phim mà tâm huyết nhất của bọn mình từ trước đến nay đó. Nói chung là như vậy đi. Ok. Đấy, thì phim này của bọn mình sẽ được ra mắt vào ngày 30 tháng 4 các bạn ạ. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là ngày 22 đúng không? Là còn khoảng 8 ngày nữa, là khoảng một tuần nữa là phim sẽ được ra mắt các bạn. Thì mình hy vọng rằng là mấy bạn sẽ luôn ủng hộ Hero Team bọn mình và nhớ cày view cho mình nha. Thì cái phim này á, thì mình thông báo cho anh em biết luôn là cái phim này là có 8 tập nha các bạn nha. À không, 10 tập hả? À không, hình như là bao nhiêu tập ta mình không nhớ nữa, nhưng mà mình nghe nói là sẽ có nhiều tập á bạn ạ. Chắc cũng phải trên dưới 10 tập đó, cho mấy bạn tha hồ cày luôn. Ok, rồi, thì bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào reaction cái trailer này của bọn mình nha. Ok. Điều kiện đầu tiên để chiến thắng là gì? Đó là sinh tồn. Wow. Đứng yên. Xin thông báo cho tất cả những bạn fan của Hero Team biết, thì sắp tới đây là Hero Team một mình ra cái phim này á, là sẽ có sự góp mặt của chú Tấn Bèo mọi người ạ. Đấy, có chú Tấn Bèo trong đây nha. Và lúc mà mình còn nhỏ thì mình với nội của mình, với lại là ông bà của mình, ba mẹ mình cũng thấy rất là thích coi hài của chú Tấn Bèo. Và mình cũng không ngờ là sẽ có một ngày mình được hợp tác, được gọi là quay phim cùng với chú Tấn Bèo mọi người ạ. Thật sự là mình bất ngờ lắm luôn các bạn. Và thật sự là chú Tấn Bèo diễn rất là hài luôn, bảo đảm mấy bạn coi bạn cười đau bụng luôn á. Ok, thì trước khi vào thì các bạn đã thấy là đây là một cái phong cảnh lớp học mọi người ạ. Đây đây, ở chỗ này thì đang có là đây, cái tóc này thì chắc bạn nhìn các bạn cũng biết đây là ai đúng không? Đây chính là Mr. Vịt mọi người ạ. Mr. Vịt. Còn cái người ngồi trước Mr. Vịt, các bạn nhìn đeo kính là biết ai chứ gì? Đó chính là Phong Cận đó các bạn ạ. Đó chính là mình đấy. Đấy, còn đây chính là mèo Simmy nè. Ở bên đây thì cái webcam của mình che lại mất tiêu rồi. Nói chung cái người bự con ngồi bên đây chính là Meme mọi người ạ. Đấy. Phía trước này là Kyron. Còn các bạn biết cái người đang đứng ở đây là ai không? Đây, cái người đang đứng ở đây nè. Đây chính là bạn Tấn Lộc, là con của chú Tấn Bèo mọi người ạ. Đấy. Đây. Thì vừa vô rồi chúng ta thấy một cái phong cảnh lớp học rất là quen thuộc đúng không các bạn? À, bây giờ mình mới biết các bạn ạ, là cái lớp học này là cái lớp học trong cái phim gì ta, Gia Đình Là Số 1 các bạn. Ui, mình thích cái phim đó lắm luôn nha, mà bây giờ mình mới biết cái trường này là cái trường đóng cái phim đó luôn á. Xịn vãi. Đứng yên. Ông canh làm sao mà quay? Thà ít điểm còn hơn để cho ông bắt. Bây giờ mình tính như thế này đi, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xem hết cái trailer, xong rồi tí nữa mình sẽ phân tích từng đoạn và mình sẽ reaction cho các bạn xem nha. Giờ mình ngồi xem hết nha các bạn. Thà chọc chó còn hơn chọc siro. Nhì ma, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Nhưng mà làm này có quá đáng quá không bay? Tụi nó công khai chống đối mình trước lớp. Nhiều đây, nhầm nhò gì. Lỡ sau này mà tụi thằng Dịch mà nó điên lên á, cái nó kiếm tụi mình quýnh tụi mình rồi sao? Rồi xong, quýnh thiệt luôn. Tình trạng của cha cậu á đang diễn biến rất xấu, cần phải phẫu thuật tim á, càng sớm càng tốt. Tao đang cần một số tiền rất là lớn để cứu cha tao. Sao lần này không phải là thuốc lá như mọi khi anh? Mày làm gì vậy? Mày tính đi theo cái tụi không ra gì nãy hả? Đậu tốt nghiệp là con phải qua Mỹ du học. Ba đừng có lúc nào cũng sắp xếp cuộc đời của con được không?
tối ngày cứ bắt chước cái con đó. Mày đặt youtuber, youtuber này nọ. Ước gì mấy bạn nam trong lớp mình ai cũng có trách nhiệm, phải học giỏi như Tuấn Lục, ra biết mấy nhờ. Nếu nhóm mình thắng trong giải đấu lần này, chi phí phẫu thuật cho ba mày sẽ không còn là vấn đề nữa. Rồi nếu như không thắng được thì sao? Phong! Có vẻ căng thẳng mấy bạn, có vẻ căng thẳng đấy. Ai có thể giúp được gì cho hai đứa? Điều kiện đầu tiên để chiến thắng là gì? Đó là sự tồn. Sống dài thành huyền thoại. Các bạn nên nhớ nha, thao trường đổ nhiều mồ hôi thì chiến trường nó ít đổ máu. Hôm nay chúng ta nhất định phải giành được chiến thắng. Thời luôn các bạn, mình xem mà mình nổi hết da gà luôn nữa bạn, nổi cục luôn, thời nổi hết da gà luôn các bạn ạ. Tại vì thật sự là nó quá đã, thật sự là đây là một cái bộ phim đầu tiên Hello Team mà mình đóng với nhau tâm huyết, rất là tâm huyết, cho nên là sau khi mà xem xong cái trailer, mình chưa kịp xem phim ở nhà, mình chỉ mới xem trailer thôi là mình đã nổi hết da gà. Có bạn nào nổi da gà giống mình không? Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào phân tích nha. Thì cái đoạn đầu hồi nãy mình cũng đã nói với bạn thì đó, thì có chú Tuấn Bèo nè, với lại là ở đây thì mình đã có phân tích rằng ở chỗ này là có Dịch nè, có Phóng nè, có Simi nè, đó, nãy giờ mình cũng đã phân tích rồi. À, quên nữa, thì cái phim này là cái phim mà bọn mình hợp tác với lại Free Fire nha mọi người nha. Đấy, ok, game thủ học đường, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trailer và bắt đầu gọi là phân tích nha các bạn, ok. Đứng yên. Ông canh làm sao mà quay? Thả ít điểm còn để cho ông bắt. Đó, mấy bạn xem cảnh này thì chắc các bạn cũng biết đây là cái cảnh gì đúng không? Thì đây chính là cái cảnh mà Siro và Kairon đang quay bài các bạn ạ. Đấy, thì chắc chắn là ai đã từng đi học á, thì cũng đã từng sẽ có một lần quay bài rồi. Thật sự mình nói thiệt, từ những cái bạn gọi là học giỏi cho những bạn mà học dở á, đó, thì cũng đã từng có một cái khoảng thời gian đi học và khoảng thời gian quay bài rồi, quay cớp rồi đúng không? Đấy, thật ra là mình nghĩ rằng là cái việc này các bạn không nên đó bạn ạ. Mình không có cổ suý cho cái việc quay bài đâu, nhưng mà mấy bạn gọi là mình nghĩ mấy bạn không nên quay bài nha. Nói chung là học, mình cố gắng mình học vẫn là tốt nhất các bạn ạ. Mình tự tiếp thu vẫn là tốt nhất nha. Cái gì là phim thì thường nó không giống đời thật, cho nên các bạn hãy nhớ là không có được bắt chước ở trong phim nha. Phim là để giải trí chứ không phải để bắt chước nha các bạn nha. Đấy, thì đây là cái cảnh mà Siro với lại Kairon là đang quay bài các bạn ạ. Thì mấy bạn cũng biết là quay bài chắc chắn là chỉ có gọi là học sinh cá biệt thì mới quay bài thôi đúng không? Thả ít điểm còn để cho ông bắt. À đây mấy bạn để ý đây. Các bạn thấy cảnh này Kairon đang đeo cái gì trên tay không? Đây bạn nhìn nè, Kairon đang đeo cái gì trên tay nè. Đó, xin giới thiệu bạn, đây chính là cái đồng hồ của mình đấy bạn ạ. Đây chính là cái đồng hồ của mình đấy. Thì Kairon trong phim này á, mình không được spoil mọi người ạ, mình không được spoil. Nói chung là mình reaction mình cũng căng thẳng đó bạn, mình không biết mình phải reaction như thế nào để không bị spoil phim đây. Để cho các bạn phải xem nó thật là hay, nhưng mà nói chung là mình sẽ nói trước đây là đồng hồ của mình. Không bắt. Các bạn nào soi được không ta? Học sinh đi học gì đâu mà đeo vàng nhiều thế. Trời ơi, nhẫn vàng không nha các bạn nha. Hả? Mấy bạn thấy cái câu nhất quỷ nè, thì thường ông bà chúng ta hay cái câu là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, có nghĩa là nói đến cái việc gọi là học sinh là gọi là rất là quậy phá mọi người ạ. Đấy. Và các bạn nhìn cái cảnh này thì các bạn cũng biết là Siro Kairon là hai học sinh rất là cá biệt của quậy phá đúng không? Chó còn hơn chọc Siro. Thà chọc chó còn hơn chọc Siro. Các bạn hiểu câu này không? Bởi vì á là Siro á là cái linh vật của ổng là chó sói mọi người ạ. Ấy mà tự nhiên không hiểu là hôm đó đi quay cái Kairon nghĩ được cái câu là thà chọc chó còn hơn chọc Siro thầy. Cái câu đó sau khi Kairon đọc ra nguyên một phim trường ai cũng cười hết bạn ạ. Tại vì là câu đó đỉnh thật sự, thà chọc chó còn hơn chọc Siro. Mấy bạn biết cái bịch này là cái gì không? Đây, mình sẽ cho bạn đoán thử cái bịch này là cái gì nha. Đây, mấy bạn có 5 giây để thử đoán thử coi cái bịch này là cái gì bạn. Các bạn đoán được không?
Mình đố bạn đoán được luôn á, cái này là chỉ có những cái thanh niên nào mà học sinh cá biệt trong lớp mà hay gọi là chọc phá bạn bè thì mới biết cái này là gì thôi. Đó. Cái này người ta gọi là mắt mèo nha các bạn nha. Đấy, cái này là bịt mắt mèo. Thì cái mắt mèo là một cái loại cây mà khi mà bị dính vào trong người các bạn thì nó sẽ rất là ngứa luôn. Và như các bạn đang thấy cái cảnh này là Siro đang dùng mắt mèo để bôi lên trên một cái bàn, cái ghế đấy. Mà bạn có đoán được cái bàn, cái ghế này là của ai không? Bạn đoán được không? Bạn thử đoán coi. Bạn thử đoán coi Siro đang bôi mắt mèo lên trên ghế của ai. Bạn thử đoán thử đi. Đó, bây giờ mình sẽ cho bạn gọi là thể hiện khả năng gọi là thám tử của bạn để bạn đoán thử coi gọi là Siro đang bôi mắt mèo lên ghế của ai nha. Để coi cái lúc mà ra phim coi có đoán đúng không nha các bạn nha. Ok. Rồi. Đó, mấy bạn thấy không? Mấy bạn thấy không? Hả? Học sinh nè, học sinh nha, mà đeo đồng hồ xịn rồi mà còn sử dụng iPhone 13 nữa cơ. Trời ơi, khỏi cần nói thì chắc các bạn cũng biết đây là học sinh giàu rồi đúng không bạn? Học sinh giàu rồi, trời ơi, Kairon với lại Siro đóng trong phim là đại gia mọi người à. Siro với Kairon là hai đại gia giàu nhất trường nha các bạn nha, cực kỳ xịn luôn. À, đây, còn cái bạn người lùng ở đây chính là Kamui nha các bạn. Dễ thương, thầy, mình thầy với bạn luôn là... Tính ra mấy bạn để ý á, thì trong phim này á là Hero Team một mình ai cũng tóc màu đen hết đúng không các bạn? Đây, bạn nhìn nè, Hero Team một mình á, trong phim ai cũng tóc màu đen hết, từ gọi là Siro, Kairon cho đến mình. Mình hiện tại mình nhậm lại thành tóc xanh nữa các bạn ạ. Đấy, nhưng mà trong phim này ai cũng tóc màu đen, à trừ ông Dịch đó nha các bạn nha. Bạn nhìn nè, ông Dịch vẫn là tóc vàng nha, bởi vì ổng xin đạo diễn là thôi cho em gọi là để tóc này đi, nhìn cho nó chiến các bạn ạ, nhìn cho nó máu chiến đấy. Và bởi vì là bọn mình đóng vai học sinh, mà học sinh thì tất nhiên là không thể nào mà nhậm tóc được, cho nên đó là bọn mình đã quyết định là nhậm lại tóc màu đen mọi người ạ. Thì Simmy với lại mọi người trong hội chị em ai cũng nhậm lại tóc màu đen hết, riêng có mỗi mình các bạn biết là gì không? Là hôm đó mình có nhậm một cái tóc của mình á, thì mình có nhậm ở hai cái mái của mình á. Mình sẽ để cái hình cho bạn thấy, đây cái hình đây, bạn editor ghép với mình cái hình này á, là mình có để hai cái mái của mình là màu xanh các bạn ạ. Đấy, và mình lười nhậm quá, mình lười nhậm để thành màu đen quá, cho nên hôm đó là mình mới nhờ gọi là mọi người trong đoàn quay phim á, họ mua giúp mình một cái bình xịt đen tóc á mọi người, để xịt cho nó đen cái tóc á. Mà thời luôn, trời ơi, cái bình xịt đó nó dơ vãi chưởng luôn bạn. Nó xịt vô xong á, cái mặt của mình đen thui luôn. Và thật sự là hôm đó mình cũng cảm ơn đoàn quay phim, cảm ơn anh đạo diễn, cảm ơn mọi người trong ekip đã rất là thông cảm cho em đó, bỏ qua cho em cái mái tóc. Chứ thật ra hôm đó thì mình xịt bằng cái xịt đó, bằng cái bình xịt đó, cho nên là cũng làm cho đoàn phim gọi là hơi bị rắc rối mọi người ạ. Đoàn phim phải chờ đợi mình xịt tóc các kiểu nữa, cho nên là nếu như mọi người có đang xem thì cho em xin lỗi nha. Ok, thì hôm đó là có mỗi mình Phong là không nhậm tóc lại các bạn ạ. Phong dùng bằng cái bình xịt nha. Đấy, tính ra các bạn là Kamui nhậm lại tóc màu đen, mình không biết các bạn có cảm thấy giống mình hay không, nhưng mà trời ơi, Kamui nhậm lại tóc màu đen nhìn Kamui dễ thương lắm đó. Thề, mình thề với bạn, hôm đó các bạn mà có ở đoàn quay phim mấy bạn sẽ thấy Kamui rất là dễ thương luôn các bạn ạ. Ôi, Kamui xịt lại tóc màu đen, Kamui nhậm lại tóc màu đen á, nhìn Kamui kiểu đúng kiểu đáng yêu luôn các bạn, nhìn kiểu cute cute for my wear. Mấy ông đừng có cắt cái đoạn này đăng lên trên nhóm Hero Team nha, không thôi Sammy thấy được Sammy giết tôi chết luôn á. Ok. Quá không bay? Tụi nó công khai chống đối mình trước lớp, nhiều đây dầm nhò gì. Lỡ sau này mà tụi thằng Dịch mà nó điên lên á, để nó kiếm tụi mình quýnh tụi mình rồi sao? Sao quýnh thiệt luôn. Mấy bạn có thấy gì không? Hả? Mấy bạn có thấy cảnh gì không? Trời ơi, mình bị đánh mọi người ạ. À, trời ơi, mình bị ai đó cầm nguyên cái gỗ đánh vào tay rồi sau đó ngã xuống dưới. Oh my god. À, mấy bạn thử đoán thử coi ai là người đã đánh mình. Các bạn đoán thử coi. À quên, một lần nữa mình xin nói đến chính một lần nữa để cho các bạn nhớ, đây là phim. Phim là để giải trí, là để xem chứ không phải để bắt chước, cho nên là những cái cảnh đánh nhau trong phim cũng là diễn thôi nha, cho nên các bạn không được bắt chước ngoài đời thật nha. Quýnh nhau rất là xấu, không được đánh nhau nha các bạn nha. Ok. Đấy, thì các bạn thử đoán coi cái bàn tay là bàn tay của ai. Ai là người đã cầm khúc gỗ này đập vào tay của mình? Mà các bạn nghĩ coi, mấy bạn nghĩ coi đập cái khúc gỗ vô tay có đâu không? Các bạn đoán thử coi. Làm sao mà đâu được? Tại vì gỗ này là gỗ giả mọi người ạ. Đây là gỗ giả nha, thì đóng trong phim thì cái gì cũng phải cần an toàn mọi người, cho nên cái này khúc gỗ giả đập vô tay mình thôi. Nhưng mà thật sự là hôm đó cũng hơi đau thật, tại vì mặc dù là gỗ giả nhưng mà nó cũng cứng các bạn ạ. À, đập vô tay mình xong hôm đó mình bị chật tay luôn á các bạn, cho nên mấy bạn nhớ gọi là xem phim nhớ like ủng hộ để gọi là ủng hộ cho tinh thần gọi là người ta quay phim của mình nhé. Đấy, thì đây là cái cảnh mà
ơi, tại sao Camui dễ thương quá vậy Camui? Hả? Tại sao Camui nhậm tóc đen? Thời luôn á, mấy bạn nào có thích Camui để tóc đen không? Chứ mình là mình thích Camui để tóc đen lắm luôn các bạn ơi. Nhìn cute ghê luôn các bạn ơi. Thời, mình bị tan chảy luôn các bạn. Ok, rồi, bây giờ xem tiếp nào. Lớp, vô đây, nhầm nhò gì? Lỡ sau này mà tụi thằng Dịch mà nó điên lên á, để nó kiếm tụi mình quýnh tụi mình rồi sao? Đây, cảnh này là Phong với lại Dịch đang gọi là hùng hổ lao tới. Trời ơi, quýnh mà gãy cây gỗ luôn rồi bạn. Ủa trời ơi. Trời ơi, quýnh mà gãy luôn cây gỗ luôn. Trời ơi. Cảnh này là bà Camu với lại me me đang núp ở đằng sau cây cột điện các bạn ạ. À. Đây các bạn nhìn nè. Tại vì người ta là con gái, người ta không đánh nhau hiểu không? Cho người ta núp các bạn hiểu không? Trời ơi, đau chưa? Đau chưa? Nè. Nhìn mấy bạn nhìn cái mặt mình đau chưa? Đây, ngã. Trời ơi, cái mặt mình đúng đau luôn các bạn. Rồi bị che mất rồi. Tình trạng của cha cậu á đang diễn biến rất xấu, cần phải phẫu thuật tim á, càng sớm càng tốt. Tao đang cần một số tiền rất là lớn để cứu cha tao. Sao lần này không phải là thuốc lá như mọi khi anh? Mày làm gì vậy? Mày đi theo cái tụi không có gì nãy hả? Đậu tốt nghiệp là con phải qua Mỹ du học. Ba đừng có luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thử cái đoạn này nha các bạn nha. Đây, phân tích thử cái đoạn này. Tình trạng của cha cậu á đang diễn biến rất xấu, cần phải phẫu thuật tim á. Mấy bạn xem trailer thì chắc các bạn mình cũng nghĩ rằng mấy bạn cũng hiểu rồi. Đó chính là mình đang trong vai là một người con đang có một người ba bị bệnh tim. Đấy. Và mình đang phải gọi là vừa đi học mà vừa đi làm để kiếm tiền chữa bệnh tim cho ba của mình. Đấy. Thì thật sự là mình là một trong những người gọi là may mắn được một cái vai diễn gọi là nó cũng có cảm xúc mấy bạn. Thì mình phải diễn cảnh buồn, mình thề với bạn luôn là nguyên một bộ phim mình chỉ có buồn thôi. Mình không cười một tí nào luôn bạn. Tại vì là cảnh mình, vai của mình là vai buồn các bạn không? Chứ mình là mình chỉ có buồn thôi các bạn ạ. Đấy. Ôi mà tôi nhộm tóc đen nhìn tôi cũng đẹp trai phết. Ở trong phim này các bạn thì như các bạn cũng đang nghe cái câu đang cần một số tiền rất là lớn để cứu cha tao. Đó, thì trong phim này là bọn mình đóng vai là những người học sinh bạn bè với nhau. Thường thì những người mà họ chơi thân với nhau á, họ rất là hay xưng mày tao với nhau các bạn. Đó, cho nên là cái này cũng chỉ là chuyện bình thường thôi nha các bạn nha. Tại vì những người mà họ thân với nhau, họ rất là hay xưng kiểu mày tao á. Đấy, cho nên các bạn cũng đừng có gọi là cảm thấy lạ về cái điều này nha. Đấy. Và trong phim này Sammy cũng gọi mình bằng mày luôn các bạn ạ. Thực sự là mình đau lòng lắm, nhưng mà thôi không sao. Chỉ là đóng phim thôi mà đúng không? Hả? Ok. Rồi. Sao lần này không phải là thuốc lá như mọi khi anh? Mày làm gì vậy? Mày đi theo cái tụi không có gì nãy hả? Đây là một cái cảnh mà Mr. Dịch đang chạy đến để gọi là la mình, mắng mình bởi vì mình đã gọi là làm một cái việc rất là xấu mọi người ạ. Trong phim này á, thực sự là trong phim này á, Phong đã làm một cái việc rất là xấu, xấu xa. Đấy, mình nghĩ rằng là mình sẽ không spoil đâu. Tất nhiên là sẽ không bao giờ spoil rồi. Mình sẽ để cho bạn đón xem mình đã làm việc gì xấu xa mà khiến cho Dịch với Sammy lại phải chạy đến đây và la mình như thế này các bạn ạ. Đây, mày coi cảnh này nè. Làm gì à? Mày đi theo cái tụi không có gì nãy hả? À quên. Mấy bạn nhìn cái anh ngồi trên xe, bạn biết đây là ai không? Mấy bạn đón thử coi anh ngồi trên xe này là ai nè. Đây là Sammy, đây là Dịch nè, đây là mình nè. Còn cái anh ngồi trên xe ngồi đằng sau nè, mấy bạn đón là ai? Bạn đó là ai? Bạn nào mà hay chơi Play Together chắc chắn bạn sẽ biết. Anh này là anh Thạch Đức nha các bạn nha. Thì anh này chính là chồng của chị VV á mọi người ạ. Chị VV á. Thì trong một năm nay thì Hero Team bọn mình có cơ hội hợp tác với lại chị VV và anh Thạch Đức. Thì thật sự là mình nói thiệt các bạn là hai anh chị này đúng dễ thương luôn á. Hai anh chị cực kỳ dễ thương luôn. Mình đi quay phim mà gọi là thời mình nói chuyện với anh Đức mà mình cười sẵn luôn các bạn. Thời anh diễn đúng dễ thương luôn á. Và mấy bạn nào xem phim thì mấy bạn sẽ thấy anh Thạch Đức với lại chị VV xuất hiện trong phim của bọn mình. Nhớ đón xem nha. Bạn nào mà là fan của chị VV với lại là anh Thạch Đức thì bạn phải nhớ là phải nhấn nút like nha. Phải cày view nha. Ok. Đi nãy hả? Đậu tốt nghiệp là con phải qua Mỹ du học. Ba đừng có lúc nào cũng sắp xếp cuộc đời của con được không? Tối ngày. Đây là một cái cảnh buồn của Siro mọi người ạ. Đầu là cảnh buồn của mình rồi. Đây chính là cảnh buồn của mình. Đây chính là một cái cảnh mà Siro đang ngồi buồn và nhớ về cái câu nói của ba Siro. Thì ba Siro bảo rằng là nếu như mà con đậu tốt nghiệp xong rồi là con phải đi qua bên Mỹ để du học. Thì mấy bạn xem cái đoạn trailer này thì chắc các bạn cũng biết rằng là Siro đang cảm thấy rất là buồn khi mà đậu tốt nghiệp xong là phải qua bên Mỹ du học mọi người ạ. Và mấy bạn hãy thử đón xem liệu Siro có phải qua bên Mỹ để du học hay không. Hãy xem phim là biết nhá, chứ không spoil được, chỉ reaction thôi chứ không spoil được. Mình mà spoil là coi như xong luôn á, còn gì đâu để xem đúng không các bạn. Đấy. Tối ngày cứ bắt trước cái con đó, mày đặt youtuber này nọ.
Đây là một cái câu nói mà mình thật sự là mình nói thật với bạn là mình nghe xong rồi mình cảm thấy nó có một chút gì đó gọi là nổi da gà, mà nó có một chút gì đó nó buồn buồn mọi người ạ. Kiểu để có thể mình được gọi là theo đuổi cái đam mê làm YouTube này của mình á, thì thật sự là ngày xưa mình cũng đã từng bị ba mẹ gọi là cấm không cho làm mấy bạn ạ. Tại vì đối với phụ huynh á thì ai cũng không muốn con mình lúc nào cũng cứ cắm mắt vào trong cái dàn máy tính cả. Tại vì phụ huynh khi mà họ thấy con mình ngồi trong cái dàn máy tính á thì họ chỉ nghĩ rằng là đang chơi game hay gì thôi, chứ thật ra họ không nghĩ rằng là kiểu như là đang làm cái gì ở đâu đấy. Và ngày xưa cũng vậy, ngày xưa lúc mà mình mới bắt đầu mình làm YouTube á thì ba của mình cũng rất là khó chịu về cái việc gọi là mình suốt ngày ngồi trên bàn máy tính, rồi sau đó mình ngồi mình cứ nhìn vô màn hình mình nói chuyện một mình. Cái ba mình còn tưởng là mình bị tự kỷ nữa cơ. Nhưng mà sau đó mình làm một thời gian thì bắt đầu mình có được cái nút bạc, mình có được cái nút vàng, thì bắt đầu ba mình mới bắt đầu gọi là công nhận về cái sự thành công của mình. Là nhất là cái fan meeting đó mọi người ạ. Cái fan meeting chính là cái hôm mà ba mình nghĩ là cái hôm đó sẽ là cái hôm mà ba mình mà và mẹ của mình là vui nhất luôn các bạn. Và hôm đó thì mình cũng cảm thấy rất là vui mọi người ạ. Bởi vì là thật sự là mình thấy ba mình với mẹ mình cười rất là nhiều, cười tươi luôn. Bởi vì mình nghĩ rằng là chắc lúc đó là lúc mà ba mẹ mình đã cảm thấy được cái sự thành công của mình, cái sự trưởng thành của mình các bạn ạ. Ba mẹ của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy vui khi mà con cái trưởng thành hết các bạn ạ. Đấy, cho nên là các bạn hãy nhớ là lúc nào cũng phải cố gắng học thật là giỏi để ba mẹ tự hào nha các bạn nha. Ấy, còn nếu như những bạn nào mà có niềm đam mê làm YouTuber giống như bọn mình á thì các bạn cũng có thể thực hiện ước mơ. Nhưng mà cái gì cái trước tiên vẫn phải lo học trước các bạn nha. Phải học cho xong cấp 3 đã, hoặc thậm chí là học cho xong đại học đã, có cái bằng đi, rồi mấy bạn muốn theo đuổi đam mê gì cũng được hết. Bởi vì á, nói chung á, sự thành công gọi là nhanh nhất á thì có cái bằng cấp vẫn là tốt nhất nha các bạn nha. Đấy, bởi vì nếu như bạn không làm được YouTube thì bạn có cái bằng, mấy bạn vẫn có thể đi làm những công việc khác. Còn nếu như bạn mà không chịu học hành giỏi á thì không có ai nhận mấy bạn đâu. Bạn phải học thật là giỏi thì mấy công ty mới nhận mấy bạn nha. Cho nên hãy nhớ là cái gì thì cái, nhưng mà học vẫn là quan trọng nhất nha các bạn nha. Ok, cướp cái con đó, mày đặt YouTuber này nọ. Ước gì mấy bạn nam trong lớp mình ai cũng có trách nhiệm, phải học giỏi như Tuấn Lục ra biết mấy nhờ. Đây chính là một cái cảnh mà Simmy với lại một cái bạn có tên là Tấn Lộc đó, đây là con của chú Tấn Béo mọi người ạ. Đó, đang dắt xe và đang tâm sự trò chuyện cùng với nhau. Thì có nhiều bạn xem cái trailer đoạn này xong các bạn kiểu ủa, tại sao không phải là anh Cairon mà lại là anh Tấn Lộc, ủa kỳ vậy ta. Thì nhìn chắc chắn là có nhiều bạn gọi là kiểu đang rất là tò mò là không biết trong phim có cảnh cơm tó không, đúng không nha. Cho nên là bạn đón thử nhé. Ok, mà kỳ ha, tính ra là Simmy mà gọi là quay cái cảnh dắt bộ đi chung với bạn Tấn Lộc thì không ai nói gì hết trơn á, chỉ kiểu là thắc mắc tại sao chị Simmy lại đi chung với anh này, chị Simmy không phải đi chung với anh Cairon trong phim đó. Mà gặp, mà nếu như mà Cairon mà đi chung với một bạn nữ nào đó ha, hoặc là mình mà gọi là đi chung với một bạn nữ nào đó thì chắc chắn mấy bạn fan sẽ kiểu trời ơi anh không dám phản bội chị Sam, anh không dám gọi là đi chơi với bạn gái khác. Cái gì vậy? Ủa tôi chỉ đóng phim thôi mà, ủa tôi đã làm gì đâu mà mấy ông nói về tôi như vậy, buồn thực sự bạn ạ. Ai cũng có trách nhiệm, phải học giỏi như Tuấn Lộc ra biết mấy. Ôi tôi thề với mấy ông, tôi xem phim á, tôi nhìn mặt của ông Tấn Lộc á các bạn, tôi cười thề luôn, tôi phải nhịn cười, tôi phải nhịn cười để tôi quay phim chung với ông các bạn. Tại vì thật sự đúng là không gọi là sao, đúng là không hổ danh là con của chú Tấn Bèo, thề luôn á. Nhìn chú Tấn Bèo đã hài rồi, ông này con của chú Tấn Bèo còn hài hơn nữa, mình thề. Mình diễn mà mình cứ phải nhịn cười các bạn, tại vì bạn này bạn nói diễn rất là duyên, thề. Bạn Tấn Lộc này diễn cực kỳ duyên luôn, mà mình coi mình cười đau bụng luôn các bạn. Cũng có trách nhiệm, phải học giỏi như Tuấn Lộc ra biết mấy nhờ. Nếu nhóm mình thắng trong giải đấu lần này, chi phí phẫu thuật cho ba mày sẽ không còn là vấn đề nữa. Rồi nếu như không thắng được thì sao? Không. Đấy, thì nếu như mấy bạn kết hợp giữa hai cái đoạn này lại với nhau, đây chính là cái đoạn đầu nè, đây mấy bạn mà kết hợp hai cái đoạn đó lại với nhau thì bạn sẽ hiểu. Ok, đây để mình cho bạn xem đoạn đầu nè. Tình trạng của cha cậu á đang diễn biến rất xấu, cần phải phẫu thuật tim á, càng sớm càng tốt. Tao đang cần một số tiền rất là lớn để cứu cha tao. Sao lần này không phải là thuốc lá như mọi khi anh? Mày làm gì vậy? Mày tính đi theo cái tụi không ra gì nãy hả? Đó, đây là đoạn đầu nè. Ok, sau đó bắt đầu đến đoạn sau nè. Nếu nhóm mình thắng trong giải đấu lần này, chi phí phẫu thuật cho ba mày sẽ không còn là vấn đề nữa. Rồi nếu như không thắng được thì sao? Không.
Đấy, thì mấy bạn mà kết hợp hai cái đoạn này lại với nhau thì chắc mình nghĩ các bạn cũng hiểu đúng không? Đó chính là mình đang có một người trong phim là mình đang có một người cha bị bệnh tim và mình cần phải có tiền để gọi là người sao ta, để gọi là cho cha của mình phẫu thuật. Đấy. Và ở đây nó có một cái giải đấu, đó, giải đấu UFL Free Fry. Thì cái giải thưởng này là lên tới 1 tỷ lần các bạn ạ. À. Đấy thì chi phí phẫu thuật cho ba mày sẽ không còn là vấn đề nữa. Rồi nếu như không thắng được thì sao? Không. Mấy bạn đón thử coi có thắng được không nha. Đóng cửa lại. Ai có thể giúp được gì cho hai đứa? Điều kiện đầu tiên để chiến thắng là gì? Đó là sự đổ. À, chị Vê Vê nè các bạn, chị Vê Vê nè. Dòng người vội vàng bước qua. Chị Vê Vê ở ngoài đời xinh lắm mấy bạn ạ. À. Mà không hiểu sao nha, chị Vê Vê ốm lắm mấy bạn ạ. À. Thời luôn á, Sammy đã gầy nha, mà chị Vê Vê còn gầy hơn cả Sammy nữa. Các bạn nhìn nè, mặt của chị Vê Vê đúng kiểu là V-Line luôn các bạn. Trời ơi, thời chị Vê Vê ốm lắm luôn á. Ê, mà sao từ nãy giờ tôi không khen Sam mà tôi tàn khen Camui với lại chị Vê Vê không ta? Ủa tôi luôn, điều kiện đầu tiên để chiến thắng là gì? Đó là sự đổ. Sống dài, thành huyền thoại. Thao trường đổ nhiều mồ hôi thì chiến trường nó ít đổ máu. Hôm nay chúng ta nhất định phải giành được chiến thắng. Uầy, thề luôn á, coi trailer nổi da gà luôn các bạn. Thì đây, đây chính là cái cảnh mà team của bọn mình đang tập luyện để gọi là người ta để chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu mọi người ạ. À. Đây. Tiên để chiến thắng là gì? Đó. À, quên giới thiệu, từ nãy giờ quên giới thiệu. Thì xin giới thiệu các bạn, đây chính là anh Đại Long, là một người anh ở trong phim, đó chính là gọi sao ta? Người gọi là giúp bọn mình gọi là luyện tập để chuẩn bị thi đấu các bạn. Đấy, anh Đại Long hơi bị đẹp trai nha các bạn. Điều kiện đầu tiên để chiến thắng là gì? Đó là sự đổ. Sống dài, thành huyền thoại. Các bạn nên nhớ ra, thao trường đổ nhiều mồ hôi thì chiến trường nó ít đổ máu. Hôm nay chúng ta nhất định phải giành được chiến thắng. Đó, trời ơi. Phim này hơi bị đầu tư luôn nha. Đây là trang phục của nhân vật trong Free Fire ấy, mọi người ạ. À. Súng cũng trong Free Fire luôn nha. Đây. Đố mấy bạn, cây súng anh Dịch đang cầm là cây súng gì? Mấy bạn đoán được không? Mấy bạn nào hay chơi Free Fire thử đoán coi cây súng anh Dịch đang cầm là súng gì? Đoán thử đi. À quên, nhân vật mà anh Dịch đang cosplay là nhân vật gì nữa? Mấy bạn thử đoán coi nhân vật anh Dịch đang cosplay là nhân vật gì? Đó, cầm súng gì? À, còn đây là Simmy nữa bạn ạ. À. Simmy đang cosplay nhân vật gì thì chắc bạn nào chơi Free Fire nhiều cũng biết đúng không? À, khá là xịn luôn. Còn đây chính là Sammy nè. Sammy thì gọi là mặc đồ nhìn hơi bị chiến luôn nha các bạn nha. Thề bộ đồ của Sammy nhìn hơi bị ngầu luôn á. Còn đây là Kyron. Kyron cũng đang cầm một cái khẩu súng ở trong Free Fire cũng có luôn nha các bạn nha. Đấy. Thì cái cảnh này hình như là không có mình. Thôi buồn quá, cảnh này không có mình các bạn ạ. À. Bởi vì sao thì bạn xem phim để bạn biết nha. Ok. Rồi. Ok. Đấy, game thủ học đường khởi chiếu vào ngày 30/4/2022. Vâng. Và vừa rồi chính là trailer phim của bọn mình. Thật sự là mình hồi hộp các bạn ạ. À. 30/4 này là phim khởi chiếu rồi và mình hy vọng rằng là bộ phim này mấy bạn sẽ ủng hộ thật là nhiều và cày view nhiều cho bọn mình nha. Ok. Thì vừa rồi chính là reaction về trailer. Thì từ nãy giờ mình chỉ đang reaction những cái có trong cái trailer thôi. Còn gọi là những cái nội dung phim như thế nào thì mình sẽ không spoil đâu bạn ạ. À. Đấy, mình sẽ để cho bạn xem phim để bạn có thể đón được nha. À không, xem phim để bạn có thể đón, tự đón nha. Ok. Đấy, thì 30/4 này sẽ có tập 1 và sẽ còn có thêm nhiều tập khác nữa. Và mấy bạn hãy nhớ cày view thật là nhiều để view càng cao thì bọn mình sẽ sớm ra tập tiếp theo cho bạn xem nha. Bạn phải ủng hộ thì bọn mình mới có tập tiếp theo. Và nếu như cái phim này mà được nhiều các bạn ủng hộ thì sắp tới sẽ còn thêm nhiều phim khác nữa sẽ ra mắt cho bạn xem. Đấy, ok.
Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video reaction cũng đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thấy thích video này, đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người nha. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người. Và cũng đừng quên thêm cái này nữa nè, là hãy cày view cho Game Thủ Học Đường nha các bạn nha. 30 tháng 4 này có phim rồi nha các bạn, nhớ ủng hộ nha. Mình yêu mấy bạn, yêu bạn nhất trên đời này luôn. Tạm biệt. Hình in cute hết lớp form rộng, thời trang thoáng mát, có tới 4 màu, xanh trắng đen hồng, cực dễ phối đồ, chất liệu cotton cao cấp dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hero Team V4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng các bạn ơi. Hero Team, Hero Team, Hero Team.